Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tạo lò xo tự động đàn hồi ngay trong môi trường lắp ráp và sử dụng tính năng Flexible Component từ SolidWorks 2020 để chúng ta có thể là sử dụng lại chi tiết lò xo này cho nhiều cụm lắp ráp khác nhau mà vẫn đảm bảo được sự đàn hồi tự động của lò xo đó. Như các bạn thấy trên giao diện màn hình của mình thì lò xo này sẽ tự động co giãn theo chiều dài của xi lanh của các bạn ha, khi các bạn thay đổi chiều dài như thế này. Các bạn khởi động SolidWorks vào File New và chúng ta sẽ chọn môi trường Assembly các bạn ha. Chúng ta thiết kế trực tiếp ngay trong môi trường Assembly của mình. Cho nên các bạn không đưa chi tiết nào vào hết, mình click Cancel ở đây ha. Các bạn sẽ sổ mũi tên ở dưới Insert Component ra, mình sẽ chọn lệnh New bạc, tạo bạc mới ngay trong môi trường Assembly các bạn ha. Các bạn chọn New bạc và sau đó chọn cái mặt phẳng làm chuẩn ha, để mình phác thảo những cái đường nét đầu tiên lên cái mặt phẳng đó. Ở đây mình chọn mặt top hoặc của phần Assembly đây ha. Đây các bạn thấy là một cái bạc mới được tạo nè, và các bạn muốn xây dựng bạc như thế nào, tab 2D, 3D, những cái tab lệnh bên môi trường 3D nó đưa qua đây các bạn ha. Ở đây mình sẽ xây dựng một cái bottom plate, bottom plate trước ha. Đây một cái tấm bên dưới, kích thước là đường kính là 60, và bề dày của nó là 5 mm, như thế này. Mình cho nó xuống bên dưới đi ha, cho góc tọa độ nó nằm ở trên như thế này. Mình click OK. Như vậy các bạn đã tạo ra được một cái bottom plate. Sau khi tạo xong rồi các bạn sẽ click chuột phải ở góc phải bên trên ha, để kết thúc môi trường thiết kế, để trở về lại môi trường assembly các bạn ha. Các bạn có thể là đổi tên, click chuột trái hai cái nhẹ để đặt tên cho nó là bottom chẳng hạn, như vậy đây ha. Rồi vì đây là một chi tiết thì các bạn có thể là sử dụng tính năng là copy chi tiết ha, giữ control đè chuột chát chi tiết kéo thả ra ngoài, thả control sau đó. Và ở đây các bạn muốn nó là một cái chi tiết mới, là chi tiết top chẳng hạn ha, top play, nó khác biệt với chi tiết bên dưới, thì ở đây SolidWorks hỗ trợ cho các bạn một cái tính năng, đó là các bạn click chuột phải vào chi tiết ha, cần độc lập thì mình sẽ chọn mất independent, để nó độc lập so với cái chi tiết trước đó, nó không còn là chi tiết trước đó nữa. Mình sẽ chọn mất independent ha, nó sẽ tự động đổi tên cho các bạn ha, để hai chi tiết này là hai chi tiết riêng biệt khác nhau ha. Các bạn thì là sửa tên lại, tấm trên này là tấm top, như thế này, và sau đó mình sẽ ràng buộc ha, concentric đồng tâm như thế này đây. Rồi và mình muốn khóa xoay nó lại thì mình sẽ chọn mặt top của thằng trên, và mặt top của thằng bên dưới ha, giữ control các bạn sẽ chọn lắp ráp consider. Đây mặt trùng mặt ha. Rồi và bây giờ mình sẽ lắp ráp khoảng cách giữa hai cái tấm bottom và tấm top này đây ha. Khoảng cách giữa hai chi tiết này chính là chiều dài của lò xo của mình ha, thì mình sẽ chọn ví dụ như là khoảng cách đây ha, 120 ví dụ như vậy đây ha, chính là chiều dài lò xo của mình. Ok ok ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thiết kế lò xo, các bạn sẽ nêu bạc một lần nữa, tạo ra một cái bạc mới đây ha, và mình sẽ chọn mặt phẳng là mặt front, còn trung tâm đưa về hướng nhìn chuẩn. Chúng ta sẽ xây dựng các đường sketch như sau, đường line này từ góc tọa độ lên các bạn ha, lên đây mình sẽ đặt kích thước nó là 20. Thì khoảng cách 20 này thì đây sẽ là đoạn lò xo cố định ở phần bên dưới của lò xo các bạn ha. Các bạn kết thúc sketch, tiếp tục chúng ta sẽ có một bước quan trọng, đó là tạo một cái mặt phẳng mới hoặc flange ha. Đây và giáp mí với cái mặt top bên dưới. Chúng ta sẽ chọn là coincident các bạn ha. Đây tiếp xúc với cái mặt bên dưới luôn. Thì đây là cái một bước quan trọng để các bạn có thể là tận dụng lại cái lò xo sẽ tạo cho các cụm lắp ráp khác. Các bạn lưu ý cái chỗ này ha. Mình sẽ ok. Tiếp tục các bạn sổ chi tiết này ra ha. Trên mặt run mình vào sketch ha. Đây và mình sẽ tạo một phác thảo, một cái đường line tiếp từ trên xuống ha, thẳng hàng với cái đường bên dưới, cũng là một đoạn là 20 đây ha, nhưng cái điểm boy này sẽ còn coincident với mặt phẳng bên trên. Đây mình sẽ sổ ra, chọn mặt phẳng lên một ha, còn coincident đây các bạn ha, còn đường thám đưa về hướng nhìn chuẩn. Thì đây cũng sẽ là đoạn lò xo cố định ở phần bên trên các bạn ha. Các bạn click ok. Tiếp tục chúng ta sẽ trên mặt run, các bạn sẽ phác thảo cái sketch tiếp tục, một cái đoạn line ha, nối hai đỉnh, từ đỉnh trên xuống đỉnh dưới. Thì đây là cái khoảng cách lò xo có thể thay đổi, có thể thay đổi
Các bạn click OK ha. Như vậy chúng ta đã tạo ra được ba cái đoạn đường dẫn này, và cũng trên mặt phẳng run tiếp các bạn tạo sketch mới ha. Mình sẽ tạo một cái profile của lò xo như thế này ha. Lò xo ví dụ như là 7 6.5 mm chẳng hạn, và khoảng cách cho nó thẳng hàng với điểm này ha, cùng nằm ngang này, và khoảng cách đây là 25 ha. Thì lò xo của mình sẽ có đường kính là 50, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ các bạn sẽ có một cái profile rồi, có đường dẫn rồi, chúng ta sẽ vào lệnh sketch để tạo lò xo ha. Đây đường dẫn các bạn chọn đoạn đầu tiên như thế này ha. Chúng ta sẽ chọn option, mình sẽ chọn xoắn ha, width value này, xoắn theo vòng này, ví dụ như là 2 vòng, ví dụ như vậy. Các bạn sẽ thấy ha, đây là đoạn cố định của lò xo. Các bạn click OK ha, đây là đoạn cố định ha. Tiếp tục các bạn sổ ra, cũng chọn cái sketch profile của sketch này để chúng ta tạo cái sketch mới, nhưng mà cái đường dẫn mới chính là đường dẫn đoạn giữa này ha. Đây cũng chọn option, cũng chọn xoắn ha, rồi cũng chọn số vòng, vòng ở đây ví dụ các bạn cho là 5 vòng, như thế này ha. Đây các bạn thấy nó ngược chiều này, thì mình đổi chiều lại ha, như thế này. Đây rồi OK. Ở dưới này chưa có profile thì các bạn sẽ chọn cái mặt phẳng này luôn, sketch ha, convert lại đây ha. Như vậy các bạn đã có profile rồi. OK, tạo lệnh sketch ha. Tiếp tục đây cái profile này và một cái đường dẫn mới, và các bạn cũng chọn cái option là width là xoắn ha, xoắn như thế này, và chọn revolution số vòng, 2 vòng tiếp là giống như bên trên ha. Đây như vậy các bạn đã tạo ra một cái đoạn lò xo rồi này. Và bây giờ chúng ta sẽ xử lý đầu cuối ha, xử lý đầu cuối, ví dụ như là cái đoạn bên trên này, bên trên này ha. Thì các bạn có thể là sử dụng một cái tính năng trong tab surface, đó là cắt width surface ha. Đây và các bạn chọn cái mặt phẳng plane mình tạo trước đó ha, đây để cắt về phía bên trên nè, mũi tên hướng lên trên ha, cắt về phía bên trên. OK, đây các bạn sẽ thấy được cắt rồi nè, đây ha. Tương tự như vậy, cũng cắt width surface nhưng mà chọn mặt top bên dưới ha. Đây và cắt xuống dưới thì sẽ cắt về phía bên dưới. Các bạn có thể là cắt thêm cho nó smooth ha. Như vậy chúng ta cơ bản đã hoàn thành, đã tạo được cái lò xo như thế này. Các bạn kết thúc môi trường thiết kế ha. Các bạn có thể là sửa tên lại. Đây là string lò xo các bạn ha. Như thế này. Chúng ta có thể là tô màu ha. Đây. Mình sẽ chọn là màu solid thôi. Màu vàng ha, lò xo màu vàng đi. Như thế này. 2 phần trên top plate màu đỏ các bạn ha. Đây các bạn sẽ vào mây ha, ở đây ha, các bạn sẽ thấy cái khoảng cách mình đã gán trước đó này, đây ha, 120 này, mình kéo ra cho các bạn thấy rõ ha. Thì khi các bạn tinh chỉnh chiều dài như thế này thì lò xo của mình sẽ tự động update ha, tự động co giãn ha, lò xo sẽ tự động đàn hồi như thế này đây. Hoặc nếu như mà các bạn nào mà chưa lắp ráp cái distance khoảng cách này stress ha, thì khi các bạn di chuyển cái bottom này lên, cái top này lên, và các bạn review Ctrl B lại, thì phần mềm sẽ tự động update lại ha, cập nhật lại, lò xo sẽ tự động bám sát cái mặt phẳng trên này cho các bạn ha. Thì đây là một cách nhanh chóng mà các bạn có thể là tạo ra được một cái lò xo tự động đàn hồi trong cái hệ thống lắp ráp của mình các bạn ha. Đây các bạn có thể là thay đổi linh động chiều dài của lò xo này. Và để sử dụng được chi tiết lò xo spring này cho cụm lắp ráp khác mà nó giữ được sự đàn hồi như thế này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn lưu ý, chúng ta đang thiết kế trong môi trường lắp ráp thì những cái file bạc này nó chưa phải là những cái file bạc rời, nó nằm ở ngoài các bạn ha, mà tất cả các file bạc này nó đều nằm ở trong môi trường assembly. Các bạn chỉ có duy nhất một file là assemble này thôi, ở đây các bạn ha, mình lưu ở ngoài desktop assemble như thế này. Các bạn sẽ thấy này, cell internal thì đây là những cái bạc này sẽ nằm trong cái file assembly. Khi các bạn mở assemble lên các bạn mới thấy được những file này. Còn khi các bạn save external thì nó sẽ tự động tạo ra những 3 file bạc rời nằm bên ngoài cho các bạn ha. Ở đây mình save internal ha. Đây, các bạn muốn sử dụng chi tiết string này để đưa vào lắp ráp những cụm lắp ráp khác ha, thì các bạn sẽ click chuột phải vào string, mình có thể là save bạc ở đây. Các bạn có thể là save external hồi nãy ha, hoặc là mình sẽ save bạc riêng ở đây. Chỉ save riêng cái thằng string này ra thôi. Mình sẽ đặt tên nó string này ở ngoài desktop này. Đúng với cái địa chỉ đường dẫn của cái file assembly mình lưu ha. Ở đây mình sẽ OK. Một cái string các bạn sẽ thấy này,
File nằm bên trong assembly sẽ có dấu ngoặc vuông, còn file nằm bên ngoài sẽ có tên như thế này các bạn ha, các bạn lưu ý. Bây giờ mình sẽ mở một cụm CLang lên, CLang ở đây ha, đây, và mình sẽ đưa chi tiết insert component, chi tiết string của mình vào ha, route tới chi tiết string mình vừa lưu ra ngoài này, mình open đây các bạn ha, chi tiết string của mình tạm thời đặt ở đây. Tiếp theo mình sẽ ràng buộc các bạn ha. Thì đầu tiên mình cần ràng buộc đồng tâm. Đồng tâm thì mình sẽ cần có mặt trụ hoặc là cái trục. Ở đây mình chưa có thì các bạn có thể là click chuột phải vào chi tiết ha. Edit bạc ngay trong môi trường assembly ha. Ok, như thế này. Các bạn thấy đây. Và trên mặt run của mình nè, các bạn chọn sketch này. Mình tạo một cái đường sketch ha. Như thế này. Mình tạo trục cho nó trước ha. Các bạn kết thúc sketch và feature và chọn axis ha, reference geometry tạo axis để mình tạo cho nó một cái trục axis ha. Ok, kết thúc một chuỗi thiết kế. Sau đó chúng ta tiến hành lắp ráp trước ha. Trục axis này này với mặt trụ này sẽ đồng tâm với nhau ha, concentric đồng tâm đây, và mặt đáy lò xo này sẽ coincident với mặt đáy ở dưới này đây ha. Bây giờ đến lúc chúng ta sử dụng tính năng flexible từ SolidWorks 2020 ha. Các bạn click chuột phải vào chi tiết, chọn mắt bạc flexible ha. Đây. Thì khi đó phần mềm sẽ hỏi các bạn ở cái thiết kế lò xo trước đó các bạn này, tạo plane 1 này ngay trên cái tấm top, thì đối với cái cụm lắp ráp mới này thì nó không phải là tấm top nữa mà nó là tấm nào, mặt nào thì các bạn sẽ chỉ định lại ha. Ví dụ mình chỉ lại cái mặt ở đây ha, đây ha. Đây. Và các bạn sẽ chọn luôn cái option bên dưới là view mask property from register ha. Cái này quan trọng, có nghĩa là nó sẽ giữ lại cái khối lượng gốc, khối lượng chi tiết gốc của lò xo ha, nó sẽ không bị thay đổi ha. Mình chọn nó và click OK, các bạn sẽ xem kết quả ha, lò xo sẽ tự động bám sát vào cái thành mặt trên và tự động co giãn theo chiều dài của xi lanh ha. Ví dụ như là cái xi lanh này mình có một cái khoảng cách distance ở đây ha, các bạn thay đổi distance thì lò xo sẽ tự động update cho các bạn ha. Đây, như thế này. Và khi các bạn muốn trả về lại mặc định ban đầu và không còn flexible nữa thì các bạn lấy chuột phải vào bạc và nhả cái flexible này ra, nó tên của nó là mất bạc rigid ha. Đây như thế này, nó sẽ trả về mặc định cho các bạn ha. Còn các bạn muốn hiệu chỉnh lại flexible ha, lấy chuột phải chọn flexible đây ha, và chỉ định cái mặt, ví dụ như là mặt bên dưới đây ha. Ok, nó sẽ bám thành ở bên dưới ha. Đây các bạn có thể thấy đây, đây ha. Đây, và nó sẽ tự động co giãn theo cái xi lanh này đây ha. Đó, thì như vậy các bạn đã tạo ra được một cái lò xo tự động co giãn ha, và có thể là sử dụng cái lò xo này cho nhiều cụm lắp ráp khác nhau. Ngoài ra các bạn có thể là tận dụng cái tính năng flexible component cho những cái chi tiết dạng có thể co giãn như là cao su, những cái ống nhựa như thế này ví dụ ở đây ha, mình lắp ráp chi tiết này concentric đồng tâm ở đây. Rồi cho nó thêm một cái coincident nữa ha, mặt bên dưới này đây với mặt bên dưới coincident đây ha. Và các bạn muốn flexible các bạn sẽ click chuột phải chọn mắt bạc flexible ha. Đây cái mặt phẳng ha, cái mặt phẳng này mình đã tạo trước đó thiết kế top down trong một chuỗi assembly và nó sẽ dính với mặt trên này thì bây giờ mình sẽ chỉ định với mặt trên này ha, đây ha. Ok, đây nó sẽ tự động co giãn cho mình ha. Đây, và tương tự chi tiết bên trên cũng là mắt bạc flexible và cho nó dính với mặt bên dưới như thế này ha. Ok, đây các bạn có hai chi tiết ha, đây co giãn ha, nó sẽ tự động co giãn cho các bạn đây đó. Các bạn có thể là tận dụng cái tính năng flexible component này trong rất là nhiều ngữ cảnh khác nhau ha. Đây mình có thể là sổ ra cho các bạn thấy ha, cũng có một cái mặt phẳng này thiết kế mặt phẳng tương tự như là cách mình thiết kế cái mặt phẳng trong cái file spring của mình ha, lò xo của mình. Như vậy với một số thủ thuật các bạn đã tạo cho mình được một cái lò xo tự động đàn hồi cho nhiều cơ cấu lắp ráp khác nhau các bạn ha. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy subscribe và chia sẻ giúp mình nhé.